Đây là một trường hợp vong tà, tôi nghĩ là lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp. Tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Bạn này tên là Tuấn ở Phủ Lý, Hà Nam. Bạn hiện trạng của bạn giống như là vong tà rồi. Về phần hồn và phần xác, nó có thể nói là tách rời nhau rồi. Mà bây giờ phần hồn của bạn ấy là âm binh. Mệnh này bị vận hành âm binh bởi một người thầy, hay là gọi là một pháp sư vận hành âm binh ở dưới Phủ Lý, Hà Nam. Khi bạn Tuấn này lên đây thì người thầy đó đã tìm mọi cách ngăn cản để không được cho đến nhà thầy Long. Nhưng cuối cùng phúc đức nhà bạn cũng đã vận hành để đưa bạn được đến đây. Bây giờ tôi sẽ vận hành giải trường hợp này. Trường hợp này tôi nhắc lại nó rất rất quan trọng và rất nguy hiểm. Tôi chưa gặp từ trước đến giờ, chưa gặp lần nào. Nhưng đối với tôi vong tà thì kể cả là trường hợp nào tôi cũng phải xử lý. Tôi chưa bó tay trước bất cứ một vong tà nào. Bây giờ bạn hai tay để đầu gối nào. Mọi việc bạn có thể bình thường đi, không cần phải để ý. Bạn thả lỏng để xem nó có cao hay không. Thừa lòng bàn tay. Trường hợp này người ta gọi là điên từ Tết đến giờ, từ đầu năm đến giờ. Bây giờ một cái mà hạn chế nhất nó là cái bạn nghĩ về quá khứ gì, cứ nghĩ là nó bị cái gì, cái nào bị giật, nó giống như gọi là mình nói nôm na là bị giật thì thế bây giờ trong đầu bạn thì bạn muốn cái gì, trong đầu bạn lúc này bạn muốn gì? Được rồi, bạn không muốn hành hạ bạn nữa đúng không? Sáng nay bạn muốn gì? Tối hôm qua bạn có đi đâu không? Tối hôm qua còn ở nhà thầy thức hộp quán, không đi đâu thì... Thầy đấy ạ? Đi làm đấy, tối ở nhà, tối ở Hải Dương. Thầy đấy Hải Dương? Đi làm đấy ở Hải Dương. Bạn nói lại tên của thầy đấy ở đâu Hải Dương? Lê Văn Công. Lê Văn Công ở đâu Hải Dương? Thứ kỳ hả? Kinh Môn. Kinh Môn hả? Chưa qua bạn làm gì? Cứ nhớ lại, tôi đang cho bạn nhớ lại dần. Chưa hôm qua bạn làm gì? Phải nhớ. Chưa hôm qua làm gì? Đi đâu? Rồi, cứ từ từ. Sáng hôm qua làm gì? Được rồi. Vợ bạn đẻ tháng đấy, đẻ tháng mấy? Vợ đẻ sinh được ra tháng mấy? Tháng mấy? Lúc sinh như thế nào, bạn có ra không? Có ra rồi như thế nào, bạn bế nó không? Có không? Hả? Vợ chồng lấy nhau năm nào? Năm bao nhiêu? Hả? Nhìn vào đây! Năm bao nhiêu? Chúng ta chết ở đây nhá! Nhìn vào đây! Nhìn cho nó nổ mắt ra đấy! Nhá! Tiếp! Vợ chồng lấy nhau năm nào? Năm bao nhiêu? Vận hành nó đi sao? Có vận hành nó nữa không? Hả? À? Vận hành nó đi sao? Năm bao nhiêu?
Bạn sinh năm bao nhiêu? 1991. Thế thì bạn cấp 3 học trường nào? Trường Bổ Túc. Bổ Túc nào? Nói to. Thường xuyên ở đâu? Phủ Lý Hà Nam. Bây giờ bạn muốn gì? Bây giờ con muốn nói em. Cũng phải người con. Nó ra chưa? Nó ra chưa? Ha? Có ra không? Ra hay là chết? Ra hay là chết? Ra hay là chết? Nhìn vào mắt rồi. Nhìn vào đây. Ra hay là chết? Ra hay là chết? Nhìn vào đây. Ha? Ha? Nhìn vào đây, nhìn thẳng vào đây. Nhìn cho nó nổ mắt rồi. Bây giờ ra hay là chết? Ha? Nhìn cho nào. Ra hay là chết? Ha? Nhớ lại tiếp. Bạn hỏi đi. Bạn hỏi quá khứ đi xem. Cần những cái gì? Trước đây làm gì? trước khi bị làm gì? Bán hàng ăn ở đâu? Ở đâu? Cái tay nào? Bán hàng ăn ăn đêm. Bán có tốt đâu? Lúc đó vợ sinh được đứa thứ mấy? Đứa đầu gì? Chưa sinh. Chưa sinh như gì? Không nghe lời tôi à? Ra hay chết? Ra hay chết? Gặp người thầy ở Hà Nội, ở Hải Dương lúc nào? Quen lúc nào? Quen trên mạng. Người ta bảo như nào? Người ta bảo là mẹ mở phủ. Mở phủ. Sau đó làm gì nữa? Mở phủ biết được như vậy này. Ừ. Thế mở phủ thì bệnh nó có nặng, nó nhẹ hơn không hay là nó nặng hơn? Nặng hơn. Mở phủ hết bao nhiêu tiền? Rồi. Làm những gì? Đã ra hầu chưa? Ra hầu nhưng không biết hầu. Không biết hầu gì? Cứng đơ như que củi đi. Rồi. Thế bây giờ thì có muốn quay lại bán hàng nữa không? Có. Có nhớ lại xem hồi bán hàng, xem hồi bán có khách không? Đông khách không? Tuy nhiên là đúng. Giật đi ra. Có đông không? Nhìn vào đây. Nhìn vào đây. Nhìn vào đây. Phải nhớ. Không nhớ thì phải nhớ. Nha. Cách đây 2 năm. Bằng giờ cách đây 2 năm. Nhớ lại xem nào. Bằng giờ cách đây 2 năm. Lúc đấy làm ăn có tốt không? Đó. Nó vẫn vận hành như này à? Nó vẫn vận hành như này. Làm lúc đấy làm gì? Bán hàng bắt đầu từ năm nào? Căn nhà Hòa Bình. 2016. Cách đây 2 năm rồi bạn, tức là 2005 cơ mà. Làm gì? Cứ xem câu hỏi. Lái taxi đi. Cho hỏi thêm mấy năm. Rồi. Trong cái thời gian lái đấy có đâm đụng va quẹt vai không? Thế hôm qua lên đây thầy kia thấy cấm cản là không cho lên à? Thấy bạn thế nào? Thầy Long này không cho lên gặp thầy Long thầy ảo à? Thế thầy đã làm được cái gì rồi? Gì nữa? Được rồi, đỡ rồi đấy. Ngồi đi. Bạn bị ở đâu? Bị vấn đề gì? Giải quyết vấn đề đó. Bạn bị khi bạn nhớ lại quá khứ thì tôi càng phải hỏi quá khứ. Không quá khứ mà suy nghĩ. Bây giờ bạn cứ suy nghĩ cho tôi. Cứ bị cái gì thì phải vận hành đúng cái đấy. Để tôi xem nó làm cái gì. Suy nghĩ, bạn suy nghĩ đi. Bây giờ bạn tính toán xem bạn sẽ làm gì sau này. Tính toán xem nào. Sau khi khỏi bệnh thì bạn sẽ làm gì? Sau khi khỏi bệnh bạn sẽ làm gì? Hả? Sau khi đau cũng phải chịu. Đau cũng phải chịu. Vì nó vận hành bạn này, cái cơ này này. Cho nên tôi phải bóp cái cơ này. Được chưa? Sau khi khỏi thì bạn sẽ làm gì? Nghĩ đi.
Việc gì? Việc gì? Hắn ăn gì? Hắn ăn ở đâu? Chỗ nào? Đường gì? Ở đâu? Điểm ở đâu? Nó đi. Người ta cho uống mấy lá bùa rồi? Hai lá rồi gì? Sợ đêm này không đi bắt trùng rồi. Giúp cái thằng lượng này. Tiếp nào. Cứ nôn như này là được rồi. Anh phải nôn nôn khang được. Đấy nó chính là âm khí cho người ra đấy. Nó trong một con quấy con thuốc này nữa. Đây bây giờ tôi đang đẩy ra đây. Đợi tôi một chút để tôi ngồi này. Nó vẫn còn cái này nhỉ? Nó hiện hình ý ạ. Đâu, hiện hình mới xem nào. Hiện hình có xem nào. Hiện hình chưa? Thế sao cậu có YouTube? Cậu có YouTube. Để tôi gặp tôi. Mình được. Không được ạ. Đây, 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 đây. Chị cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ cái này hết cho người ta. Con hiểu. Con cảm nhận được. Lên dung đi. À thưa đợi đi em chai đi. Nhiều lắm, đang nhảy ra này.
tôi đang nhảy sân nhà, nó nhảy tôi chỉ một tiếng đống một cổ. Thầy ơi, xem con có phải mở với đất xe tỉnh đầu hồi hộ nát nữa, tôi sẽ kiểm tra có người vỗ lần đầu. Tôi chỉ nhắc anh nhé, lần trước tôi cứu một trường hợp, nhưng trường hợp đấy là lạm dụng lạm dụng lòng tốt của tôi, thì tức là đấy là một học trò của một cái thầy pháp, người ta mượn cái bệnh đó để đến đây để thả âm binh với lại toàn quỷ quái ra đây. Tôi vẫn cứ cứu, kể cả bạn như nào tôi vẫn cứu, nhưng tôi thấy nó nhảy ra từ trong người bạn rất nhiều luôn này. Thầy cứu con với con không có ý gì thế đâu, con đang được rồi cũng đánh bình thường thì con bị thế này. Tuy nhiên hôm đấy con ở nhà trọ có người cũ bảo là đây là khác, con nói con là đến giờ thu hoạch rồi thôi, là từ đấy đi là con thông viên tự mua con hương này. Được rồi đang ra rất nhiều rồi. Con ông ui giời, con phải đến hàng vạn rồi. Đưa cái cờ lại cho rất lên tiền nhà mà mình là sang với anh em đây. Thiên binh thiên tướng bắt hết cái đám âm binh lên trên để xét xử sao? Cái thấy thì thấy. Đầu được mũi đen luôn. Đôi có là mũi quẻo. Người quẻo. Được rồi. Em sống bằng người con nhìn đấy. Này tôi xử lý. Còn có đen gì thôi. Tôi ra rồi. Trong người ta chỉ có một thôi. Để tôi xử lý. Tập trung vào đây này. Có thể nhớ mày. Bây giờ cho ra. Một là ra. Hai là diệt. Để tôi đang đối thoại nó. Bạn tập trung vào đây. Hai ma nữ người gầy gầy trắng trắng xì xì. Nhớ không ạ? Có cả mặt thằng hề cơ, mặc đồ lách cưới. Có nào cũng giả con. Bây giờ bắt đầu bạn nhớ lại nào. Bạn suy nghĩ là bạn cứ suy nghĩ đi để tôi xem tôi cho nó cơ hội mà nó vẫn còn hành thì tôi chỉ có giết thôi. Cứ suy nghĩ đi, cứ nhớ lại đi. Thưa các bạn, đây là trường hợp cứ nhớ lại hoặc nghĩ lại cái gì đó là bị vận hành như thế này. Người ta cái vòng này nó không cho một suy nghĩ bất cứ cái gì, tính toán công việc cũng không được. Đi đây. Nó sẽ thoát ra đấy, nó thoát ra đấy, chưa, cứ để từ. Lệnh liên quan thành hoàng thần linh, thành hoàng bản tổ các địa phương tiếp dẫn hồn vía của cái mệnh này về đây. Nếu đang bị giữ giam giam ở đâu thì truyền lệnh tôi đưa về đây, đưa hồn vía của cậu này về đây. Nhớ lại đi, bắt đầu nhớ lại đi xem. Nhớ lại đi. Nhớ lại. Bắt đầu sự việc như thế nào, nhớ lại thế nào. Vừa nhớ vừa nói ra thế nào. Bắt đầu từ đầu năm như nào. Bắt đầu từ đầu năm như thế nào. Bắt đầu việc lập bát hương như thế nào. Kể lại toàn bộ sự việc thế nào. Con đi thuê nhà trọ thế nào? Nhà trọ ở đâu? Lê Lợi. Lê Lợi ở đâu? Lê Lợi, đường Lê Lợi
đừng lấy lại ở phía Hà Lam rồi gần cầu Lam Mẹ rồi thì ở đấy một thời gian thì nhà không bắt hương thì con nào chồng con trẻ không biết gì về cái vấn đề âm binh này thì con cũng làm mà cần sợ thì nào nói đi cứ nói đi thì nó bảo chồng con đi mua bát hương thì mua hương nhà bạn con thì nó bán cho một cái hương về một cái bùa không bảo cho nó cho mua lá bùa hả? Một bùa bên việc bán hương vẫn còn nhà thọ đấy sao nó có điện đấy con ở nhà trọ đấy ông bạn con ở nhà trọ anh đi về thì đi điện về nhà bạn điện xuống đưa cho người nhà bảo ai vứt cái bát hương đi kể tiếp đi chứ xong là con về con thắp hương một vài và bắt đầu con đi bán hàng bắt đầu có người điều chỉnh con cứ ngoái này điều kia nó nhẹ nhàng không có đi được không dần dần con nặng lên bạn cảm giác đó là ai con thấy một bóng đen như tôi vừa tả gì thậm chí nhiều lắm được rồi con nhìn không thể nhìn rõ được nó nhưng nó bóng đen nó cứ áo choàng đen áo choàng đúng không có mặc áo choàng đen choàng cả đầu ấy này không ạ con nhìn mặc hề luôn được rồi nó đội cái mũ chộp như kiểu nón thì nón bé màu đen bạn cứ nói tiếp đi còn cái phòng ấy là con làm sao thì là bắt đầu con nào bắt đầu nó chùa đầu con nhưng con không biết là suy nghĩ đấy của con đến cái đấy suy nghĩ à đấy là đấy không biết đấy suy nghĩ của nó thì con cứ tưởng con bắt đầu dẫn con đi học đại học cái nào ở đi đâu đêm suốt hồi đi đâu không phải học đại mà kiểu là cứ nhìn đi là nó đẹp thép đến những cái đấy nhìn cái cây nhìn đẹp thép nhìn con người rồi xong nó nhìn đến những biển hiệu ấy là chữ gì thì mình như chữ đấy luôn xong là nó nhìn vào cái chữ thiên ở chỗ nhà cái thiểu hước đối diện con chỗ con bán hàng con ngồi ăn đêm mà rồi. Thì ở đấy nó chữ thiên hương thì nó nhìn vào chữ thiên thì nó bảo nó nhìn con xong nó bắt con nhìn vào đấy nó nhẹ cổ vào đấy đầu tiên nó nhẹ nhẹ hơn nhưng mà con không biết thì con nhìn vào đấy xong dần là nó bảo con là thiên là ngọc làm trên trời rồi nó vẽ ra cho con những câu chuyện là quỷ ma thần tiên đánh nhau xong là nó bảo con phải chết trên trời đấy xong mà nó dẫn con đi ngắt thở thì trong lúc ngắt thở thì lúc đấy con gần như là sắp chết rồi thì con lại tỉnh dậy thế rồi con không ngắt thở nữa thì con chạy về nhà thì đêm đấy về nhà bắt đầu là nó là con là cánh cung trong người bắn cung thì trong cả đêm từ nó còn bảo là nếu mà không chết tới 5 giờ sáng thì là không được thì con bắt đầu con mua ra không phải là con đâu con biết bây giờ mình làm thế không phải là con thì con làm sang những khi trong đầu thôi bây giờ con trả lại cho thầy đấy thì nên không chết thì bố mẹ con mới ngăn cản con đấy ngăn cản con thế bây giờ rồi thực trạng bây giờ các thành viên trong gia đình bị làm sao nhà con thì mọi người bố con cũng lơ đơ như con đấy nhà con thì cũng đau không bán hàng nữa nhà bây giờ cứ đi chữa bệnh không ngồi bây giờ lận hết rồi cả nhà cũng không làm được cái gì. Thứ nhất tôi sẽ chữa hoàn toàn cho bạn. Thứ hai tôi chữa miễn phí cho bạn nhá. Rồi được rồi, bây giờ cái chính là như này, bạn phải nhớ thật nhiều, nghĩ thật nhiều cho ơn để xem biểu hiện của nó là như thế nào. Khi bạn nghĩ tất cả mọi sự việc nó sáng tỏ mà không bị vận hành nữa, lúc đấy bạn đi về, lúc đó là khỏi nhá. Còn bây giờ bạn cứ ngồi nghĩ xem được vận hành cái gì nữa. Tôi ngồi ngay sau đây rồi. Tập trung suy nghĩ việc gì đó để tính toán việc sau khi được khỏi bệnh sẽ làm gì, sẽ làm gì, phải nghĩ, tự nghĩ, không cần phải nói ra đâu, để xem nó vận hành như nào. Nào nghĩ đi cứ nghĩ đi. Thưa các bạn, trường hợp này nó vào trong người rồi. Xử lý theo cách đơn thuần trước không được. Tôi buộc phải đẩy từng vòng ra một. Nó mất khá nhiều năng lượng. Nghĩ tiếp đi, cứ suy nghĩ tiếp đi. Con nghĩ con bị gào lên phải không? Kệ nó, gào lên được không sao cả. Bạn càng thể hiện ra
tôi xem nó như thế nào. Nào, nghĩ đi xem nào. Nghĩ xem nào, nó làm gì nào. Nghĩ đi nào. Khỏi xem làm gì. Khỏi xong xem làm gì. Làm gì. Mỗi lần nuốt lại ra là một lần nhẹ. Nó ra đây. Trang tì tổ ra đây để lưng như thế. Để cho anh ngồi lăn dựng. Được rồi, tôi sẽ đóng cho bạn. Nhưng bây giờ phải đẩy nó ra hết đã. Giờ tự nhiên nếu mà đóng vào thì ra ngay trong đấy. Em tìm cổ rồi, vào bạn nghĩ đi, suy nghĩ đi. Thiên binh thiên tướng tập trung hết đây rồi.
chưa ra thì cố luôn nhé, luôn cần nhiều cốt. Thế bây ông lấy điện thoại mở cái video lớp anh chơi tính tính nước căng thẳng không phải mình cứ tính toán một cái gì nào nó không còn nước gì như là mình nghĩ nước ăn rằng anh ngộ anh trở nên không cho trời nó cứ như là Facebook có cái cứ lấy đưa cậu vào bên là vào cái gì cứ chơi rồi tính toán càng tốt. Máy đang quay, máy đang quay và giải con gà đây. Ôi như vậy thôi, mèo này. Cháu nào? Alo. Quay dịch về đây với thầy gặp. Thưa các bạn, hôm nay tôi sẽ dồn sức dồn tâm để giải cho trường hợp này. Cho nên có thể đêm nay có thể tôi sẽ chưa đi bắt chủ ở hai giờ được. Thì cái này tôi cũng sẽ xin lỗi gia đình và xin lỗi các bạn là phải đến đêm mai vì hôm nay tôi sẽ dốc toàn tâm toàn năng đang mất tiền. Thấy đỡ chưa? Nó đỡ đi đi nhá. Đỡ đi chứ, phải đỡ đi chứ. Nào! Biết rồi, nhưng mà cứ... Tính toán đi. Nó bây giờ cứ nghĩ là như thế thì phải đi được thôi. Bây giờ em phải làm chủ cái suy nghĩ này em phải không? Nhưng mà không có người đứng mặt như thế. Bây giờ bây giờ em cứ vặn ngược, cứ cô nghĩ. Vì làm chủ suy nghĩ mình không sao. Không được để cho nên phải thay dùng là em cứ tì lưng cha. Cứ kéo tì tay rồi. Cứ kéo tì tay rồi. Trong từ giờ đến 9 giờ tối nay phải hết và phải khỏi. Bạn hiểu chưa? Không phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia nữa đâu. Bởi vì nó đẹp phải thời điểm đấy. Nó ra hết rồi. Chỉ còn mấy cái vòng mặc áo đen thì thôi. Áo đen nó đang ra rồi. Đang phải đẩy nó ra rồi. Em cứ cố gắng chủ suy nghĩ mình nhé. Kết hợp với tiền cái vòng không có mặt sao? Không đi mặt được. Đang bằng lẻ có đang bằng lẻ còn có những người cũng đang bằng lẻ có cả giảm có thứ nữa. Tôi cho nó cơ hội cũng là lúc tôi hấp thụ lại năng lượng. Lát nữa nó không chịu ra thì tôi diệt một phát thì nó đi hết luôn, đỡ phải ngồi để diệt trừ gọi là thương thiết cho nó lâu. Phải tập trung. Em thì sợ lưng cái nào nó vẫn đang hết, nó giật đấy, thì là em đẩy, lúc đấy nó sẽ ra, em hiểu chưa? Đẩy cố đẩy ấn mạnh vào thì mới nôn ra được.
nhiều bất cứ được như thế. Tập trung vào trò chơi đẹp là chủ suy nghĩ rằng khó tập trung là chủ nghĩ nó khó. Phải tập trung thì nó mới khỏi được. Thế thế thì bây giờ trong cái lúc để cho các bạn ấy vận hành, bây giờ mình tạm thời dừng lại.